Vâng, xin được kính chào tất cả các quý vị, anh chị và các bạn. Mình là Sơn Nguyễn, ô tô Hà Nội, địa chỉ 17 Phạm Hùng, đối diện với bến xe Mỹ Đình nha mọi người. Nếu mọi người có thông tin mua bán có thể liên hệ với mình qua số hotline nhé. Và giới thiệu với mọi người, bên mình hôm nay về một siêu phẩm Parado chạy chỉ có 9.000 cây số thôi nhá. Xe thì mới long lanh rồi, gầm cao, máy thoáng, rất là rộng rãi. Xe rất đẹp, xe biển Hà Nội nha mọi người. Đấy. Xe chỉ đi có 9.000 km thôi. Và bây giờ mình sẽ review quanh xe cho các bạn cùng xem nhé. Đầu tiên sẽ là đèn projector, bảng đèn chiếu xa này. Mặt ca lăng thì rất là khỏe khoắn. Các bạn sẽ có thể nhìn thương hiệu của Toyota này. Xe này đi đường đồi, đường núi, thậm chí là đi ngoại giao cũng là rất là chuẩn việc rồi. Đấy. Xe thì siêu mới các bạn nhé. Các bạn cùng chiêm ngưỡng này mặt xe nhé, vì chạy có 9.000 km thôi. Đấy. Các bạn xem này, đấy, vành ánh kim này, bản 18 nhé, 18 inch nha mọi người. Khỏe khoắn này. Rất đẹp, rất đẹp, rất khỏe khoắn. Đấy. Bật lên xuống này, đấy. Tuyệt vời. Đằng sau xe này các bạn cùng xem này. Toàn quanh xe được xe đã được dán theo phim cách nhiệt 3D nha mọi người. Auto film. Cái này phải xấp xỉ 20 triệu mới làm được ạ. Chủ nhân cũ họ rất là giữ gìn nhá. Bây giờ mời anh chị em và các bạn cùng vào cái gì. Đấy. Đầu tiên trước mắt đập vào rất là đẹp, rộng rãi. Khoang lái đây. Hàng ni lông này vẫn còn chưa bóc hết nha mọi người. Đấy, còn nguyên này. Ghế chỉnh điện 8 hướng nha mọi người. Đấy. Xe được mua từ Toyota Mỹ Đình và được một chủ nhân giữ gìn rất là kỹ. Đấy. Điều hòa thì 3 vùng độc lập. Mình sẽ cùng lổ máy lên cho mọi người cùng xem nhé. Đấy. Số km của xe này đã đi là hơn 9.000 cây số nha mọi người. 9.749 cây. Mặt đồng hồ đôi nhé, rất là đẹp, khỏe khoắn. Vô lăng đã được lên bọc rồi, nguyên bản tất nha mọi người. Táp ly bên kia cũng còn nhiều chi tiết vẫn còn chưa bóc ly lông nhé. Táp lô mới nguyên vì đi có hơn 9.000 cây số rồi. Về cơ bản không phải là Prado mấy tỷ và không có một cái phanh tay điện tử, nhưng mà tôi vẫn thích, cá nhân tôi vẫn thích cái phanh tay này. Đấy, rất là khỏe khoắn. Các bạn thấy không? Màn DVD này, điều hòa 3 vùng độc lập, mát nhanh lắm. Cần số này, có cả lẫy số chuyển tay này. Đấy, các bạn xem. Cổng sạc 12V này, USB này. Đấy. Tất cả các tính năng có hết trên một cái xe Prado này. Ghế lỗ nhá, thông hơi nhá mọi người nhá. Hộc để đồ là khá là rộng rãi này. Đấy. Mình sẽ cùng ra ghế sau nhá, mời anh chị em cùng ra ghế sau với mình nhá. Đập vào mắt chúng ta là một hàng ghế sau này, rất là rộng rãi, điều hòa có thể chỉnh ngay tại đây được. Và góc trên hàng ghế thứ ba nhé, có thể chỉnh được luôn nhé. Xe còn thơm mùi da, mùi mới, chạy có hơn 9.000 cây số mà. Mình sẽ ra đằng sau và sẽ xem đằng sau có cái gì. Đấy. Khi các bạn chạy ít người thì các bạn có thể gập ghế lại nhé, thành một khoang chứa đồ rất là rộng. Và điều đặc biệt với dòng Toyota Land Cruiser 2020 này, các bạn cùng xem nhé, có ghế chỉnh điện nhé. Ghế gập lên gập xuống bằng điện nhé mọi người. Đấy. Tất cả các chi tiết còn theo xe zin nguyên bản hết. Xe biển Hà Nội.
một chiếc xe cao to khỏe đẹp như thế này chạy có hơn 9.000 cây số bản 2020 nha mọi người. Bên mình hiện tại là đang chào là 2.490.000.000 nhá. Cái giá này còn một chút thương lượng nha mọi người. Và bên mình sẽ hỗ trợ ngân hàng kịch khung nhá, 75% tới 80% nha mọi người, chỉ cần và cầm lấy 700.000.000 là có thể mang xe về nhá. Xe này thì phù hợp với tất cả mọi địa hình, cả ngoại giao nhé. Địa chỉ mình là 17 Phạm Hùng, đối diện với bến xe Mỹ Đình nhé, siêu thị Hà Nội BK nhé mọi người. Ai mà mới xem kênh của mình ấy thì cho mình xin một like, một đăng ký nhé, một subscribe nhé. Cảm ơn mọi người rất rất là nhiều nhé. Cảm ơn anh chị ạ.